Vương Mô Tô chào mấy anh em nha. Hôm nay bên mình giới thiệu cho anh em chiếc xe Rebel 170 nha, đời cao nha anh em. 170 đời 2012. Xe này là mâm đũa thiết kế đời cuối nha. Xe này đúng chất xe nhập trùm mền nha anh em, xe không chạy nha, ít chủ không chạy nha. Ốc còn màu luôn cho anh em. Ốc vít còn màu luôn nha. Xe này chủ không chạy, chủ trùm mình nha anh em. Màu đỏ đen phối màu rất là đẹp nha. Xe này đầy đủ đồ chơi cho anh em luôn nha. Thùng yên dựa rồi, cản chống đổ rồi đầy đủ hết nha anh em. Tất cả zin theo xe hết nha. Xe này ốc còn 7 màu nha anh em. Xe này nó không chủ không chạy nha. Chủ để mấy năm rồi không chạy. Xe này xe trùm bền, còn rất là đẹp, đồ nó rất còn là sáng luôn. Xe này là Rebel 170 nha anh em, chứ không phải 150 nha. Đời rất là cao luôn, đời 2012. Xe đúng chi tiết luôn, đúng đẹp như thùng luôn. Xe này dán keo trong nguyên chiếc luôn nha anh em. Nguyên chiếc của nó được bọc keo trong hết luôn nha. Được bọc keo trong hết luôn, anh em là thích về tháo ra rất là mới luôn nha. Thùng vẫn bọc keo luôn nha. Xe này ốc vít còn màu luôn. Máy chưa đụng tới nha. Bao thử xem luôn nha anh em. Xe này chạy đúng đồng hồ 5.000 mấy km thôi. Xe bên em là bao cho anh em đúng đồng hồ nha, tua đồng hồ là tặng xe luôn nha. Xe này là không chạy, chủ trùm mình nè, rất là đẹp luôn. 170 đời này kiếm rất là khó luôn. Nghe tiếng máy nổ là biết chất lượng rồi, quá hay luôn. Cái bô chạy mà chưa có ống khói luôn nè, còn sáng bóng luôn. 5.000 cây số mới vừa hết rô đai luôn. Máy nổ rất là sướng luôn, sướng tai luôn. Thùng bọng đầy đủ cho anh em đi đường xa luôn nha. Tắt máy cái này, nút stop khẩn cấp nha. Tắt máy nha. Rồi anh em thích cái xe Rebel 170 trùm mình này thì điện thoại cho em nha, chốt giá nha. Số điện thoại của em là 0906859709 nha. Xe này đúng đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Xe này bao hồ sơ cho anh em ở tỉnh xa hỗ trợ đầy đủ nha. Là còn zin hết nha, chưa có một vết tút, chưa có một vết trầy luôn, không tút, không dặm, không gì nha, đúng xe trùm mình luôn. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh nha, để theo dõi những cái video sau bên Vương Mô Tô nha. Nhưng cái xe này là ốc vít còn 7 màu, rất là đẹp luôn, yên giữa đầy đủ cho anh em luôn nha. Đi đường xa rất là khỏe luôn. Này nó là mâm đũa nha anh em, anh em mua lưu ý nha. Những cái xe mâm đũa này là đời rất cao mới có mâm này nha. Bô rất là đẹp luôn, chưa có khó bô nhiều luôn, còn rất là sáng. Cản chống đổ đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, anh em nào thích thì điện thoại chốt nha. Xe này rất là hiếm nữa, xe trùm mình này rất là khó kiếm nữa. Vương Mô Tô chào mấy anh em nha.